Chào cả nhà nha. Alo, chào cả nhà. Bữa nay lúa là tiếp tục là đi săn bịp bịp đây cả nhà ơi. Mình bẫy bữa nay thử được bao nhiêu con nha cả nhà. Hôm trước thì mình bẫy có con một mà. Bữa trước thì mình bẫy mình không có dùng con mồi, bữa nay mình bẫy mình dùng hai con chuột mồi nữa nha. Với tăng cường cái lục nữa. Phú ngày sau lại mới được. Ở sao là mau tới á. Đó. Đó. Mồi của mình đó cả nhà. Con mồi thứ hai. Là cái gì vậy? Con cu đẻ đó gì đó. Thấy chưa? Con cu đẻ nè cả nhà. Để đưa lên coi thử coi mấy trứng nha. Chắc đang ấp á. Cô để lại hai chạy. Ý, hai trứng lại ơi. Đây. Ô cu rồi cả nhà. Hai trứng nó đang ấp mà 3 giờ hết hồn luôn trời. Trứng này xem sắp nở rồi đó cả nhà ơi. Rồi, để cái nó nở đi, ấp đi. Làm một cu đơn giản dữ vậy ta. Ổ chim thì nó ấy cả nhà, còn ô cu nó đơn giản lắm. Ô chim thì nó tỉ mỉ hơn. Ô cu sơ sài quá ha. Đó. Rồi chuẩn bị cả nhà xem coi dính không nha. Thank you.
tới ngang là chín rồi. Chết cái điện thoại cái dung dinh trời đất trên cả nhà ơi. Ủa dính rồi. Ê lắm. Con. Dính con nữa kìa. Gì? Hai con, hai con. Hai con. Con chuột chết queo luôn rồi. Ê bịp bịp tư. Bự, bự không à. Tư. Chưa chưa cái chỗ nào gì lông lông đỏ nè. Mà mắt nó đỏ rồi kìa. Tại nó sung. Không, nó còn. Con này tơ nè. Con này tơ nè. Này dạ. Tơ luôn. Im ghê ta. Ủa? Con này già quá. Già. Già mắt đỏ chân à. Ờ già quá. Trời. Nhờ giấc điện thoại cả nhà ơi. Anh thằng ơi nó bự ông nội ơi. Nó bự cả nhà ơi. Cái gì vậy lời? Hai chỗ chết queo luôn rồi. Queo à. Ngủ nãy đó. Vô tình lùm được cái kiếp à. Hai con đó nha. Đây đây đưa cho cả nhà thấy cái rồi. Đó nghe. Trời ơi hai con mắt nó đỏ nè cả nhà. Rung rinh trời đất luôn. Đẹp. Có gì kêu à? Máy kêu hay vậy? Máy con. Thôi đi. Tiếp. Tiếp tục cả nhà ơi. Hai ngoe luôn nghe. Quá im quá im. Trời ơi, hôm nãy giờ canh nó cả nhà, nó xuống nó mổ, nó sập tầm bậy. Rồi cái lợi đem xuống đây nè. Đặt cái này nè. Nhà quen họ vớt cái điện thoại dính không hay. Mắt nó đẹp hay ghê lời ơi lời. Đúng đợi con mắt nó đẹp hay chứ. Hết kêu luôn kìa. Hai con này già lắm già. Già hơn mồm nữa. Đẹp quá nha. Thử xem bữa nay được bao nhiêu con nha. Quá đẹp. Nãy mình có đem túi ra đựng không? Có. Anh Lực mới vừa vô tới luôn cả nhà ơi. Cho cả nhà. Mình chuyển bến khác đây. Nãy giờ được hai con rồi. Bữa nay hứa là một mùa bội thu nha. Có bài. Vườn này ấm lắm cả nhà ơi. Thường thường nó phái ở mấy vườn bịch bịch gì nè. Nó trốn hay lắm. Dung tay hay là xong rồi đó, đủ rồi đó. Nhà dưới ta. Rồi để lục cho đó là ok đó được rồi. Về cả nhà ơi. Mày không có rồi. Đây, đi qua bên kia đi. Im 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 im. Rắn căng hết hay vậy? Có gì quay. Đâu còn cái lập đắng hay gì vậy? Có. Lập đắng á. Ê. Ê đi từ từ lại. Bùi lầm lai, bùi lầm lai. Đó. Đó.
thôi. Đó. Cả nhà nghe không? Đừng nói bữa nay dính lưới nữa nha. Nhìn kỹ dập ngay chừng trong trong hang đó. Gốc cây nè kia. Ê lại. Đợi cho nó nút đi lại. Nó mới kêu qua kìa. Nó lại đẩy bên bẹp lại dính rắn kìa. Chút xíu cho nó nút thôi nữa con đi. Đó. Con ếch nha, cái này là tiếng con ếch nha. Nhẹ lực. Nó cắn cái giò vậy? Mưa tới luôn mà trời. Lực. Ở đó là lực. Đi từ từ thôi. Đó. Lắm mà kêu nhỏ nhỏ đi nhẹ nhẹ thôi, đi nhẹ nhẹ thôi, từ từ thôi. Ôi là ơi, cái cào ơi, là ơi, là ơi, cào ơi, dưới màu ơi, nè, 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 dưới màu ơi, đúng rồi, dưới màu ơi, nè, cả nhà ơi, dưới màu ơi, nhẹ lại ơi. Đi đâu? Đập. Lụm không? Trời trời. Dùng ếch đâu? Thôi dính dáng được rồi. Trời trời. Bữa nay là thiệt cả nhà chứ không phải dính lưới nè cả nhà. Bự không lại. Hôm nay gặp ếch không? Trời ơi có hổi ăn luôn cả nhà ơi. Đâu rắn đâu. Nhỏ bự hung. Bây giờ ăn con nhái nhỏ xíu à. Con ếch bự chỗ này bự hung. Rồi bữa nay bữa hổm là dính rắn 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 dính về dính lưới. Ếch dính lưới, bữa nay là dính rắn thiệt kìa cả nhà. Cũng được. Mở nhận nha. Mấy anh em thử ăn được rồi. Hai con mềm bẹp cả nhà ơi. Nhận mỏi nha. Kiếm con nào không? Đi dài dài trong kia còn bảy đứa con nào nữa không? Chúng sắp chiều à. Nhỏ ha. Vậy là mình giải cứu được nó rồi đó. Thank you.
là giống ta là trồng sen ta. Đây vậy mới. Mình thử bài này coi có dính không cả nhà. Được con rắn cũng ngon ngon. Ăn không đúng lúc ha. Bởi vì cái con ếch nó chết vì cái miệng ha. Này con ếch nó chết, con rắn nó chết vì cái miệng ếch. Rồi cả nhà đón xem nha. Không hay, không hay. Bưởi ha, bưởi. Lắm. Ôi, ôi, trời má lửa luôn. Bưởi không à? Ui, đưa cho cả nhà xem lại. Qua đã ha. Tiếp kiếm ít con nữa nha. Vô. Mới chiều bên đó còn nữa là hai con luôn. Đó đó. Ừ. Vô cả nhà ơi, con này mắt không đỏ bằng con hồi nãy. Lụm cho cả nhà. Quá đẹp.
Rồi tiếp tục thôi. Thi phục bến rồi cả nhà ơi. Đó. Chờ xem thử bến này coi sao nha cả nhà. Bến này y dây bến nãy được hết sao rồi. Thank you.
Anh em mình về cả nhà ơi. Chiều rồi. Bữa nay cũng được 3 con nha. Gấp 3 lần lửa hổm rồi. Anh Lực đang ở dưới xe cả nhà ơi. Bây giờ anh em mình về đây. Hẹn cả nhà clip sau nha. Chỉ sau anh em sẽ đi bẫy cái này dữ hơn nữa nha, hồi hộp hơn nữa. Thôi hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà nha. Bye cả nhà.